Vâng, và xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì thời gian qua bạn, thì khi mà mình đã hướng dẫn các bạn về những cái cách mà khi mà xem bài nè, rồi cái cách để trở thành một người thường reader, nói chung là những cái video của mình liên quan về những cái quá trình trở thành reader. Thì cái thời gian gần đây các bạn đã inbox cho mình rất là nhiều về cái vấn đề đó chính là mua bài như thế nào. Thì mình đã khuyên các bạn là nên mua những cái dạng như là Right Away và chuẩn Right Away. Nhưng mà lúc này lại có thêm một câu hỏi đó bạn, đó chính là anh ơi, em thấy là về cái chuẩn Right Away á, nó nhiều loại quá. Và cụ thể là Sentinel Edition nè, và Borderless Edition nè, và Tintoro, những cái mà hộp giản thiết nữa, thì quá nhiều những cái bộ bài như vậy. Và thường là những bộ bài đó hình ảnh nó đều na ná giống nhau, thì em nên mua bộ nào đây? Cho nên là để và giải đáp cái câu hỏi này của các bạn, thì video ngày hôm nay mình sẽ so sánh giúp các bạn giữa ba bộ. Đầu tiên đó chính là về Sentinel Toe và Borderless. Và tiếp là một bản Tintoro nữa. Ok, ở đây mình sẽ có ba bản Sentinel nè, Borderless nè và Tin nè. Vậy thì để xem thử là ba bộ này hình ảnh giống nhau nhưng mà nó có gì khác nhau các bạn ha. Nghe có vẻ thú vị đúng không? Vậy thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Audio Và ok, trước khi bắt đầu thì mình sẽ cho các bạn nhìn sơ qua các bộ bài nha. Trước mặt các bạn là bộ Sentinel Edition. Và đây là bản Borderless. Và tiếp đến là bản Tin dạng hợp thiết. Và ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ bóc siêu bộ Sentinel các bạn ha. Để xem là cái này nó có điều gì thú vị không. Ok, chắc là mình nghĩ là mình sẽ cần một cái gì đó để mở nó ra. Rồi, Ok, là bỏ ra được rồi. Lá cờ mà vì không này vẫn khó mà. Ok, mình bỏ ra được rồi. Rồi, đây, trước mặt chúng ta là bộ Sentinel. Rồi, để xem bên trong nó có cái gì bạn ha. Ok, rồi chắc. Rồi, ok. Chúng ta sẽ... Để cái này vào đây đi. Chúng ta sẽ có một bộ bài, ok. Tất nhiên rồi. Đây, đây là trước mặt chúng ta là một bộ bài. Ở bên đây nó cũng có thêm một lớp siêu nữa. Sơ qua về cái hộp thì không có gì cả. Chỉ có là đây chúng ta có một cái hình ảnh của The Fool phía sau bộ bài. Đây. Hình ảnh The Fool phía sau bộ bài. Đây là bộ bài của chúng ta. Và nhìn chung thì mình thấy là thiết kế nó khá là chắc chắn. Là bây giờ mình sẽ bóc siêu luôn bên trong các bạn nha. Ok, mình vẫn sẽ cần cái sự trợ giúp của... Rồi, ok. Ok. Rồi, mình đã có bộ bài trước mắt rồi. Đây là quyển sách hướng dẫn nè. Mình khá là sure là ít rất là ít người đọc cái này và gần như là không ai đọc cái này cả. Chứ mà chúng ta sẽ có một bộ Smith Way thôi đấy. Ok, bây giờ mình sẽ bóc siêu thêm hai bộ kia nữa để xem và so sánh cho các bạn ha. Và ok, thì bây giờ mình sẽ bóc siêu bộ Borderless. Thì đặt ngay cách tên là các bạn đã biết rồi, Borderless đúng không? Thì ok, mình sẽ bóc siêu ra rồi sẽ nói cho bạn chi tiết hơn về trong bộ này nó có cái gì ha. Bộ này là cái bộ mà mình đang dùng. Mình định là review cho các bạn cái bộ mình đang dùng luôn, nhưng mà mình thấy nó khá là cũ, với lại nó cũng không có được khả quan cho lắm, với lại là khi mà so sánh những bộ bài khác mà lấy một bộ bài cũ so sánh thì nó không hợp lý lắm đúng không? Cho nên là mình quyết định bóc siêu bộ bài mới luôn. Rồi, chúng ta sẽ mở bộ bài ra. Ok, thì các bạn nhớ giúp mình đó, khi mà một bộ bài mới như thế này nè, các bạn hạn chế thọc cái bóng tay vô đây và bạn bóc cái này ra nha. Thì khi mà các bạn thọc bóng tay bóc ra, thứ nhất á, là nó có thể bị xước cái bộ bài này. Đối với bản thân mình thì mình khá là kỹ á, cho nên là mình rất là sợ xước cái bộ bài này, nhìn nó không có được đẹp á. Cho nên là bản thân mình thì đối với các bạn cảm thấy học nó không quan trọng thì không sao cả, nhưng mà bản thân mình thì rất là quý cái hộp, nên là thường mình rất là thích trưng bày những cái bộ hộp. Cho nên là các bạn muốn mở, các bạn nghe bằng góc này, các bạn có thể tách nó lên đấy, các bạn thấy lên này nè, bên góc này nó xong đấy, chúng ta đã lên được rồi. Ok, đầu tiên là bên trong chúng ta vẫn sẽ có giống bộ Sentinel thôi, một hộp bài và đã đựng được là bốc một cái lớp siêu như thế này. Đây các bạn có thể thấy đây. Không biết nó có lấy nét không, nhưng mà ok, mình nghĩ nó sẽ lấy nét đó. Ok, đây bộ siêu như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ vẫn bốc siêu bên trong luôn. Ok, đây.
Rồi, ok, đây, đều qua của chúng ta đây. À, vẫn là cuốn sách hướng dẫn và một vài lá xung quanh. Ok, thì ở đây là cái clip. Bây giờ mình sẽ bóc siêu lục bộ chiên các bạn ha. Thì lát nữa đánh giá từng bộ như thế nào thì mình sẽ nói kỹ hơn ở lát nữa bạn nha. Bây giờ mình sẽ bóc siêu được cả bộ chiên. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ chiên thôi. Bộ này nó khá là bằng thiết, khá là nhỏ nhắn và xinh xinh. Mình cũng sẽ bóc siêu nó ra luôn. Ok. Ok, đây bộ chin này, mình khá là xinh luôn các bạn ha. Đây, rất là xinh, bộ chin. Ok, mình sẽ mở bên trong, khá là dễ mở. Đây, bên trong chúng ta sẽ có một cái hộp sách hướng dẫn như thế này. Đây, sách hướng dẫn. Ta vẫn sẽ có một bộ bài trong siêu như thế này. Đấy, đây các bạn có thể nhìn thấy. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở luôn siêu của cái bộ này các bạn ha. Rồi, ok, mình đã mở siêu xong. Ok, nó hơi khó mở một chút xíu, mặc dù đã mở rồi nhưng mà đây, ok, đã mở ra xong bộ bài rồi. Và ok, thì mình cũng đã bóc siêu xong bộ bài này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết xem từng bộ bài nó có những đặc điểm gì và khác nhau chỗ nào các bạn ha. Và ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi so sánh từng bộ bài xem như thế nào bạn ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ so sánh thứ nhất là về cái kích thước trước đi. Đầu tiên là kích thước của The Full, của bộ Borderless. Thì bản thân của nó, cái tên của nó các bạn cũng đã nghe đó, Borderless, có nghĩa là đã lượt đi cái viền đi rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình thấy cái bộ bài này, cái chất của nó, thứ nhất là nó mang cái tính chất thì nó khá là to, cái size nó khá là to, bạn thấy cái bàn tay của mình đặt vào nó cũng gần bằng cái bàn tay mình luôn á. Nên cái chất giấy của nó và cái kích thước của nó khá là to. Tiếp đến là Sentinel, thì cái chất giấy và cái kích thước của cái bộ Sentinel này nó cũng na ná và khá là tương đồng với lại bộ Borderless. Mà Sentinel thì bạn biết rồi đó, nghe cái tên thì mình không biết là cái tên nó có viền hay không, nhưng mà Borderless là không viền, còn Sentinel chắc có viền. Ok, thì nhìn nó cũng có viền rồi đó, các bạn thấy rồi đó. Nhưng mà để so sánh giữa hai bộ này về kích thước á, thì nhìn chung á, thì mình nhìn sơ thôi thì cứ nghĩ là hai bộ này bằng nhau đúng không, nhưng mà không đâu các bạn. Nhưng mà các bạn để ướm hai cái lá này lên bộ nhau á, thì các bạn vẫn thấy là cái bộ Borderless của chúng ta nó ăn hơn một chút xíu so với cái bộ Sentinel này. Đấy, các bạn có thấy một chút xíu nhỏ đây thôi, nó không đáng nhưng mà nó vẫn to hơn một chút xíu. Đó là về cái kích thước. Thì mình thấy là cái bộ Sentinel này nó cũng khá là to, cũng to bằng cái bàn tay của mình luôn. Tiếp đến là kích thước của bộ Teen. Thì thôi nhìn thì các bạn cũng đã thấy rồi đó, là Teen nó rất là nhỏ, nhỏ dường như là nhỏ xíu luôn á. Bạn thấy đặt lên bàn tay của mình bàn tay mình nó lọt thởm vào trong đây, nhìn nó rất là nhỏ và nhỏ xíu luôn. Cho nên là mình thấy là trong ba cái này về kích thước thì nhìn chung thì mình thấy là bộ The Full nó sẽ bộ Borderless nó sẽ là to nhất, và tới là Sentinel và đến là Teen, rõ ràng như vậy bạn ha. Và đó là về kích thước xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến về chất giấy. Thì chất giấy nó như thế nào bạn? Về chất giấy, cái bộ lá The Full này của bộ Borderless thì cái chất giấy của nó mình đánh giá là nó sẽ chất giấy nó khá là nặng và nó khá là dày các bạn. Mình cầm trên tay thì mình thấy nó thứ nhất thì chỉ có một lá thôi, mà cái tính chất nó khá là nặng là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nữa là chất giấy này á, bản thân mình đã có sự trải nghiệm về Borderless tầm khoảng gần một năm hơn rồi, nói chung là rất là lâu rồi, phải 2 năm á. Bởi cái chất giấy của bộ Borderless thì mình thấy nó rất là ok và nó rất là ổn nha. Và mình thấy là thứ nhất á, nó dày nè. Thứ hai nữa là nó mang cái tính chất gì đó nó nặng, cầm cái trên tay á nó khá là đầm tay và nó khá là nhìn nó có vẻ gì đó chắc chắn. Nhưng mà khi mà các bạn cảm thấy các bạn mà lay nó như thế này, kiểu như chúng ta bóp nhẹ cho nó cong lên cong xuống thì mình thấy nó khá là dễ cong. Bản thân mình thấy cái lá này nó khá là dễ bị cong á bạn, chỉ cần một lực nhẹ thôi mà bài nó đã như thế này rồi nè. Đấy, cho nên là tính chất cầm lên thấy nó nặng, giấy nó cũng ok, đầm tay, cứng cáp, nhưng mà để mà bị gập như thế này thì nó khá là dễ bị gập. Đây các bạn thấy nhìn, mình chỉ cần một chút xíu lực thôi đã gập lại rồi. Đó là về bộ Borderless. Tiếp là về bộ Sentinel. Sentinel thì cái chất giấy của nó bản thân mình thấy là nó cũng chắc chắn, nặng, đầm tay. Nhưng mà nó có một cái các bạn, đó chính là cái sự bẻ cong của nó. Cái cảm giác á là cong của nó sẽ khó hơn một chút xíu so với bộ Borderless này. Cho nên nhìn chung á là cái bộ Sentinel này nó được thiết kế gia công khá là chắc chắn và nhìn nó nặng tay nè, vừa đầm tay nè, nhưng mà cái sự mình khi mà mình bẻ như thế này, bẻ cong như thế này, nói chung là mình do các bạn không biết là bạn cảm nhận được hay không, nhưng mà cầm lên trên tay á thì để mà so sánh giữa hai cái độ như thế này
cùng bóp như thế này, thì mình đánh giá cái bộ Sentinel thì nó làm chắc cú hơn và nó có khó bẻ gập hơn một chút xíu đấy, cái độ dẻo của nó bộ Borderless đó, nó dẻo hơn, còn cái bộ Sentinel này thì cái độ dẻo nó cứng cáp hơn, nó không có dẻo. Và tiếp đến là chúng ta đến với bộ Thin các bạn ha. Bộ Thin thì theo mình thấy là kích thước nó, các bạn nhìn các bạn cũng thấy là nó khá là nhỏ và nó gọn, nó mang tính chất gì đó quá là nhỏ và gọn luôn, cho nên là bản thân mình thì thấy cái bộ Thin này nó nhỏ quá, nên nó nhẹ nữa, với lại cái cả là mình bản thân mình chỉ mới dùng một lực rất là nhẹ thôi mà bài nó đã cong như thế này rồi bạn. Và bản thân mình thì bản thân mình xào bài rất là nhiều các bạn, cho nên nếu mà một bộ bài nó cong quá dễ cong như thế này thì bản thân mình không được thích nó lắm. Nhưng mà nó nhỏ mà bạn, cho nên là sao chắc nó được đúng không, mang tính chất là nhỏ mà. Cho nên mình cầm cái lá đồ full trên tay á, mình thấy của bộ Thiên nó, mình thấy nó khá là nhẹ nè, nó có vẻ như là không có được nặng lắm, tại vì mình bản thân mình thích những cầm những cái lá bài nó nặng nặng trên tay á, mặc dù là nó nhỏ thôi nhưng mà ít ra nó cũng phải nặng để chúng ta có cái cảm giác cầm nắm tốt hơn, là cái chất thứ hai chúng ta chạy bài cũng không sợ bài bị bay nữa đúng không. Cho nên là về kích thước của cái bộ Thin này thì mình thấy là nó khá là nhỏ và nó gọn, mình nghĩ là chắc nó phù hợp với những bạn mà hay đi du lịch và thường có những góc phòng nó không được to cho lắm, thì mình nghĩ là các bạn trang bị những cái bộ này nó cũng được, đó là về kích thước các bạn ha. Và nếu mà chúng ta đánh giá về màu sắc của từng bộ đi, thì đầu tiên chúng ta thấy là mình thấy là bộ Borderless nè, cái màu sắc nó dạng như là bạn thấy nó dạng như là vintage á, dạng như là vintage, dạng như nó hoài cổ, nó cổ cổ điển, và nó dạng như là nói theo một cái cách dân gian, nó dạng như bụi bụi, với bạn nhìn nó thấy có vẻ nó bụi bụi nhưng mà nó có cái gì đó gọi là nó nhạt nhạt nhòa nhòa đây các bạn thể nhìn. Và nếu mà đặt so sánh với một cái bộ Sentinel á, thì thoạt nhìn á thì các bạn có thể thấy là hai cái màu của bộ Sentinel và Borderless nó khá là tương đồng với nhau. Nhưng mà nếu các bạn nhìn kỹ một chút xíu á, thì các bạn có thấy là bộ Sentinel á, màu nó sẽ khá là nhạt và nó nhạt hơn bộ Borderless một xíu. Các bạn có thể nhìn kỹ á, thì các bạn có thể thấy là bộ Sentinel á, nó sẽ nhạt hơn cái bộ Borderless một xíu. Thì cái do cái lá default này á, các bạn sẽ không thấy rõ, nhưng bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy rõ hơn, đó chính là hai bộ là The Magician. Thì hai cái lá Magician này đặt kế nhau để các bạn thấy nó rất là rõ ràng luôn. Đây các bạn thấy bộ Sentinel thì cái màu áo của The Magician á, nó biến thành màu cam luôn, còn bên bộ Borderless thì nó vẫn giữ được cái màu đỏ của The Magician. Cho nên nếu mà các bạn nữ đang xem video này thì các bạn có kinh nghiệm trong việc chọn màu son đúng không, thì mình nghĩ các bạn phát hiện được cái điều này, còn các bạn nam thì có vẻ như là nhìn mất thời gian hơi lâu. Và hai màu này là hai màu khác nhau cho bạn đó, cho nên là mua son cho người yêu á, nếu mà bạn có thì phải tinh tế nhìn cái màu của nó một chút xíu bạn nha. Cho nên là nếu mà đặt so sánh á, thì các bạn có thể thấy bộ Sentinel đây thì nó mang tính chất gì đó nhạt hơn là bộ Magician một chút xíu, kiểu như là Magician bộ Borderless đó thì mình thấy nó lên rõ màu hơn, còn về Sentinel thì nó hơi nhạt màu chút xíu bạn ha. Còn nếu mà đặt cạnh với lại cái bộ Thin, Thin với lại một lá Sentinel đi, ok, thì các bạn có thể thấy bộ Thin màu nó khá là tươi tắn, nhìn nó khá là mới và nhìn nó mang cái tính chất gì đó mà rõ màu hơn. Đặt hai bộ này lên cái cán cân là các bạn có thể nhìn là các bạn thấy luôn là nó nhìn nó khác nhau cực kỳ đấy. Đấy, bộ Thin thì nó mang cái tính chất gì đó màu nó dạng như là vui tươi hơn nè, nó tươi tắn hơn, nó sáng sủa hơn. Còn bộ Sentinel thì nó không có được đậm đà như vậy, nó nhạt nhòa hơn. Đấy, đó là về cái màu sắc các bạn ha. Thì nếu mà so sánh màu sắc thì mình thấy là nếu mà bạn cần một bộ màu về tươi tắn, vui vẻ, phấp phới thì các bạn có thể chọn bộ Thin này. Còn nếu mà bạn cảm thấy là cần một sự gì đó vintage, dạng vintage mà vẫn rõ màu thì các bạn có thể chọn bộ Borderless. Còn nếu mà bạn cảm thấy là bạn thích một cái loại gì đó màu nó dạng tính chất nhạt nhạt một chút xíu và mang tính chất gì đó gọi là bụi bụi dạng vintage thì bạn có thể chọn Sentinel. Đấy. Ok, tiếp theo là mình sẽ so sánh về cái cảm giác cầm nắm và cảm giác xào bài các bạn ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có bộ Borderless. Rồi, thì ok, bây giờ mình sẽ coi thử là cái cảm giác cầm nắm bộ bài như thế nào. Thì bản thân mình thấy cảm giác cầm của bộ Borderless á, là do là mình cầm quá lâu rồi, mình cầm nhiều rồi, cho nên cái cảm giác cầm nó cũng thứ nhất mình đã quen rồi, cho nên một số bạn nếu mà cầm cái bộ Borderless này á, nếu mà tay các bạn nhỏ thì có thể nó hơi khó khăn một chút xíu. Và các bạn học viên của mình đã mua cái bộ này và la chờ rất là nhiều tại vì nó to quá, khó xào. Cho nên là cái bộ này á, bản thân mình thấy là mình cầm quen á, cho nên là mình thấy là nó khá là vừa tay với mình, mặc dù là nó cũng rất là to nha, nhưng mà mình cầm quen thì mình thấy là nó khá là vừa tay với mình. Thì về thứ nhất là về cái cảm giác xào thì mình thấy là
mình đã quen với cái điều này rồi, quen với những bộ bài to rồi nên mình xài mình thấy là nó cũng khá là dễ và nó không khó. Còn nếu mà các bạn có những cái tay nhỏ hơn một chút xíu hoặc là những cái tay của các bạn nó không to thì cảm giác cầm của các bạn nó sẽ bộ này nó hơi khó một chút xíu và nó sẽ gây cho bạn cái sự gì đó khó chịu và thời gian đầu sẽ mất thời gian để làm quen nó. Tuy nhiên các bạn, về cái tính chất, về cái sự trải nghiệm của mình qua cái bộ này thì mình thấy là cái viền của nó rất là khó dơ nha, không hiểu như thế nào, nhưng mà bản thân mình xài bây giờ đã gần khoảng 2 năm bộ Body Class này rồi, nhưng mà cái bộ mình nó vẫn còn như mới, mặc dù là có thể nói nó vẫn có những cái vết này vết kia nhưng mà cái viền của nó mình thấy nó vẫn còn trắng và nó vẫn rất là khó để dơ. Đấy, nếu mà so sánh về cái bộ Body Class này, cảm giác cầm mình thấy là nó khá là tốt và cái cảm giác xào của bạn thì nó khá là đầm tay, nhìn nó khá là nặng tay với bạn, kiểu như cảm giác xào nó rất là sướng luôn á, không biết là như thế nào nhưng mà bản thân mình đánh giá là như vậy. Tiếp là về bộ Sentinel. Sentinel thì mình thấy cái cảm giác cầm của bộ Sentinel này nó khá là trơn. Đối với cái bộ Border Lady thì nó dính lên vào tay và nó đầm trên tay, nhưng mà về cái bộ Sentinel này nó khá là trơn và nó rất là mang cái tính chất gì đó gọi là rất là lướt các bạn, kiểu như sau các bạn thấy mình rất là nhẹ nhàng. Còn cái bộ Border Lady của mình nó hơi mang tính chất gì dính dính một chút xíu đấy. Còn cái này thì nó cầm thứ nhất là nặng tay nè, thứ hai là vừa tay nè, kiểu như là nó dịch xuống một chút xíu rồi, nhưng mà do nó là một cái khoảng vài mili thôi, nhưng mà không biết như thế nào, cầm thì mình thấy nó cầm nó vừa tay hơn nè, xào nó cũng thoải mái hơn, kiểu như bài nó sẽ rất là dễ lướt đi các bạn, nó không có bị dính lại nè, bài rất là dễ lướt đi. Mà mình cầm bộ này mình xào thì mình thấy nó khá tốt, cái chất lượng của nó cầm cũng ok ổn và nó cũng gọi là 1 9 1 10 so với cái bộ Border Class này, nên nhìn chung mình đánh giá này nó ok. Còn về cái viền của cái bộ này thì mình nhìn thì mình thấy là nó, thứ nhất á là nó trắng nè, và mình đã thử cầm tay của mình kéo sơ một vài đường xem như thế nào, và mình bản thân mình thấy thì những cái viền của cái bộ này nó cũng khó dơ, nó cũng không dễ dơ đâu các bạn nha. Cho nên là bộ này và bộ Border Class thì mình đánh giá một chỗ, đó chính là cái bộ bản thân mình thì thích có cái sự gì đó nó mang cái tính chất gì đó gọi là nó trơn tru, nó nuốt nà hơn. Cho nên là bộ Sentinel này mình thấy là nó thỏa mãn được mình cái điều đó, nó sau bài rất là trơn và nó rất là đi nha bạn. Đấy, còn nếu mà các bạn để ý kỹ hơn, mà nếu mà các bạn có hai bộ Border Class và bộ Sentinel á, khi mà các bạn cầm á thì các bạn thấy là cái chất giấy của cái bộ Sentinel này ở trên cái bề mặt á, nó có một cái gì đó nhám nhám, còn cái bộ mà Border Class này thì nó trơn hơn. Nên nếu mà nhắm mắt á, khi mà mình đoán thử nó nào là mặt trái nào mặt phải thì có thể mình không biết đâu, nhưng mà cái bộ này thì có thể là mình biết được, tại vì mình thấy là nó nhám ở trên đây và cái cảm giác nó sợ rất là sướng các bạn, nó nhám nhám một chút xíu, mình thích những cái gì đó mà nó nhám nhám. Tiếp là đến với bộ Teen. Thì bộ Teen này thì cái cảm giác xào của nó khá là nhỏ, nó khá là trơn và nó rất là dễ đi, ok đi chắc chắn. Và cái bộ Teen được cái nó rất là nhẹ và mình cầm nó xào nó giống như mình xào cái bộ bài tây của mình vậy đó. Đấy, bộ bài 52 lá nhìn nó xào rất là nhẹ nhàng nè, nhìn nó vui vẻ, nhìn nó gọn gàng hơn. Và cái bộ này thì là cái bộ mà mình thấy là thứ nhất á, nó được gia công một cái bộ trắng bóc, trắng cực kỳ trắng. Cho nên là có thể nói cái bộ này các bạn nó bị một cái vấn đề, chính là khi mà chúng ta xào hoặc là có vấn đề gì nó rất là dễ dơ như bạn nha. Còn hai cái bộ này do cái tính chất màu của nó dạng vinh tịch, các màu nó tối nên nếu mà dơ đi nữa thì người ta cũng không để ý. Nhưng mà do bộ này được gia công nó trắng quá nên các bạn để quá trắng và nó mang cái tính chất gì đó nó tươi tắn quá, cho nên chỉ cần dơ một chút xíu thôi thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta nhận ngay lập tức luôn. Cho nên là về cái vấn đề mà về ba bộ này thì mình thấy là mình đánh giá cao bộ Sentinel. Nếu mà về đánh giá ba bộ này thời điểm hiện tại mình đánh giá cao Sentinel các bạn ha. Và ok thì bây giờ sẽ tổng kết lại là từng bộ xem như thế nào và ai nhu cầu bạn như thế nào thì bạn nên mua bộ nào các bạn ha, theo đánh giá của mình. Thì đầu tiên nếu mà bạn thích về một cái gì đó to, hình ảnh rõ ràng, rõ nét, to hơn và bạn dễ nhìn vào hình ảnh để bạn liên kết với bài hơn và bạn muốn nhìn vào hình ảnh kỹ hơn, sâu sắc và chi tiết hơn bộ bài và muốn nhìn hình ảnh rõ full HD thì mình nghĩ là bạn nên chọn bộ Border Class như thế này. Với điều kiện là kiểu như là nó cũng phải đánh đổ cái gì đó đúng không? Như bọn chọn bộ Border Class này, hình ảnh nó to nè, chất giấy tốt nè, cầm nặng tay nè, nhưng mà đổ cái là nó hơi khó cầm tại vì tính chất nó hơi to. Đó, nhưng mà về cái tính chất cầm nắm, nếu mà bạn quen rồi thì nó rất là tuyệt vời và nó mang cái tính chất gì đó dễ chải nè, nhẹ nhàng trong cái việc mà giống như là xào bài nè, đó nhẹ nhàng việc xào bài, rồi hình ảnh nhìn nó cũng rõ ràng hơn, nó mang cái tính chất gì đó gọi là cầm đầm tay, thì các bạn có thể lựa chọn bộ Border Class này nếu bạn muốn hình ảnh to rõ, cảm giác cầm chắc chắn, rồi cái cảm giác xào bài cũng đầm tay thì các bạn có thể chọn bộ Border Class này. Còn nếu mà các bạn muốn cái gì đó nhẹ nhàng hơn,
kích thước tay của bạn nó không 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 quá to, và các bạn muốn cái bộ gì đó, thứ nhất cái màu nó nhìn có vẻ như là dạng vintage nè, nhạt nè, rồi nó mang cái tính chất gì đó, rồi mang tính chất cổ điển, cầm nắm nhẹ nhàng, thì mình nghĩ là bạn có thể chọn bộ Sentinel này. Thứ nhất cái bộ nó rất là lướt, đây mình mới cầm lên chút xíu nó đã chảy rồi, như thế này nó rất là nhẹ, đây là nhẹ hơn so với bộ Borderless các bạn nha. Đấy, thứ nhất là nhẹ hơn bộ Borderless nè, thứ hai nữa là cái sự xào bài của nó dễ đi mà nó không có bị dính. Các bạn đã bao giờ xào rút bài ra như thế này mà không đi á, mà nó dính vậy như vậy nè, đó dính vậy mà chưa, thì nếu mà các bạn có gặp trường hợp đó thì khi mà có sở hữu bộ Sentinel này thì bạn sẽ không bao giờ gặp cái trường hợp đó nữa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái bộ Sentinel này cái màu nó khá là vintage, dành cho những bạn nào thích cái sự cổ điển, thích cái sự hoài cổ hoài xưa thì bạn có thể chọn cái bộ Sentinel này. Và bộ Sentinel này là cái bộ mà khó làm công, như mình nói lúc nãy rồi, nó khó làm công, cho nên là đổi là một cái điểm yếu đó chính là hình ảnh nó có viền, đôi khi nhìn nó cũng hơi khó chịu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà bạn thích viền thì ok, điều đó quá tốt đúng không? Ok, nếu mà bạn thích viền nè, thích mang tính chất gì đó màu cổ điển, hoài cổ vintage, cảm giác cầm sau bài chân chu mượt mà, thì bạn có thể chọn bộ Sentinel. Ok, thì tiếp cuối cùng là bộ Teen. Teen thì được cái gì bạn? Được tính chất nhẹ nhàng nè, dễ dàng mang đi nè, bạn có thể bất cứ đâu, và có thể bộ này bạn có thể bỏ vô túi cũng được nữa. Cho nên đối với những bạn thích, có những bạn có những bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh nè, và những bạn mang tính chất gì đó họ thích đi đây đi đó và thích giải bài cho những người xung quanh, có thể là bộ bài này bạn có thể dễ dàng đem vô lớp nữa, kiểu như là nhỏ mà có thể là dễ bỏ vô cặp, dễ bỏ ba lô, dễ bỏ túi sách, và có thể là gắt quá thì có thể bạn đút bộ bài vào túi nó cũng được luôn. Cho nên là những bạn mà thích cái bộ Teen này phù hợp với những bạn, thứ nhất là thích hình ảnh tươi tắn sáng sủa vui vẻ, thích cái gì đó mang tính chất là hiện đại, thì hình ảnh cái màu nó rất là hiện đại bạn đấy, thì mang cái tính chất gì đó thích cái sự hiện đại nè, rồi nó có gì đó mang tính chất gọi là nhẹ nhàng, dễ dàng mang đi, dễ dàng xào bài. Và đối với những bạn có những cái kích thước tay nó không được lớn thì chúng ta có thể chọn cái bộ này các bạn ha. Và đó thì mình cũng đã review chi tiết giúp các bạn về ba loại rồi, đầu tiên là Borderless, Sentinel và Teen. Thôi thì các bạn thử xem thử là cái nhu cầu của bản thân mình muốn sở hữu bộ bài nào thì các bạn có thể mua bộ bài đó các bạn ha. Và link mua sản phẩm thì mình sẽ để dưới description cho các bạn, để các bạn bấm vào các bạn tham khảo và các bạn có thể mua các bạn ha. Và ok, chắc là video tới đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời và giải đáp các bạn sớm nhất có thể nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.